Chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay Một bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 19 Và nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày mai Ngày 20 tháng 11 năm 2024 Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường giảm 11,97 điểm Tương đương 0,98% 83 mã tăng và 274 cổ phiếu giảm Thanh khoản thì vẫn duy trì ở cái mức trung bình Hoặc là mang tính chất là dưới trung bình nhiều hơn Với chỉ 511 triệu cổ phiếu cấp lệnh và trong 511 triệu này thì chúng ta đã có tính cả thỏa thuận rồi và trừ đi thỏa thuận thì chắc là chỉ còn đâu đó khoảng 460, à 450 thôi, 450 là một cái con số khá là thấp của thị trường trong uh, <laughs> giai đoạn hiện tại. Uh, thanh khoản thì chỉ tham gia trong uh, thời gian giao dịch chiều sau khi mà cái áp lực bán nó gia tăng uh, sau 14 giờ Ở viên 30 thì giảm 11,15 điểm, tương đương 0,08%, 6 mã tăng và 23 cổ phiếu giảm. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái mã cổ phiếu tăng thì nó tập trung đến các mã cổ phiếu của họ nhà Vingroup à, Như là với uh, VSM này, như là VIX cũng uh, đỏ một chút thôi Nhưng còn lại thì thấu như là trong phiên thì đều xanh VRE thì uh, 1% Không đáng kể lắm Chúng ta xem ở đây trên uh, thống kê thị trường qua một chút với cái tác động của VNX Một số các mã cổ phiếu làm uh, giảm À, đóng góp vào cái đà giảm của thị trường là bao gồm Vietcombank, FPT, à, BCM rồi là GVR. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm ngân hàng thì không à, có cái yếu tố là giảm quá nhiều nữa và cũng không còn là cái động lực chính của để giảm trong ngày hôm nay. Thế tuy nhiên rằng là các cái nhóm cổ phiếu khác à, <laughs> mang tính chất là bị giảm bù đi. Có thể nói đến ví dụ như là càng biển chúng ta có HAH này. À, chúng ta có GMD thì như là cũng rút chân ATC một chút thôi nhưng mà VSC thì không tránh khỏi một cái đà bán tương đối là mạnh khi mà giảm đến uh, mức sàn trong phiên giao dịch ngày hôm nay hay là vốt này rồi là vip này đó, hầu như là ai đua thì cũng <laughs> cũng uh, mang tính chất là chúng ta sẽ có một cái uh, nhịp lỗ một chút trong giai đoạn hiện tại. Bên cạnh đó thì các mã cổ phiếu họ nhà viettel như đã kiên đã đề cập trong những cái bản tin trước của uh, uh, bản tin cuối tuần thì chúng ta thấy rằng là các mã cổ phiếu này đang có khả năng hình thành các cái đỉnh cao trào. nó ví dụ như là ctr hay là à, với... Uh, VTP, đó. <laughs> VTP nhiều hơn, CTR thì vẫn đang ở trong nền và bị đang có yếu tố là thủng nền. À, quay trở lại với cả nội dung của bản tin giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đi cùng với nhau với ba phần chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi với nhau về tư duy trong đầu tư chứng khoán à, và trong cái phần đầu tiên này thì chúng ta sẽ nói đến cái việc là cái lỗi sai mà anh chị nhà đầu tư rất hay mắc phải khi mà chúng ta tham gia vào trên thị trường qua cái việc là mua, qua cái việc là bán. <laughs> Phần thứ hai là Kiên sẽ cùng với cả mọi người đi đến với cả nội dung là thị trường sẽ tạo đáy như thế nào. Nó qua các cái lần mà tạo đáy trước thị trường thì thị trường hầu như là nào cũng sẽ tạo đáy như nhau và cũng có những cái đặc điểm để tạo đáy như nhau. Bên cạnh đó thì phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cả phần nội dung chính mà anh chị cũng đang <laughs> cái nghĩa là anh chị cũng đang khá là quan tâm đó chính là cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường chung và đây sẽ là những cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể là quan tâm trong thời gian tới nếu như có cơ hội thì anh chị có thể tham gia. À, đi qua trước một chút về phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với cả thị trường uh, diễn biến và cái kịch bản thị trường chung trong uh, phiên giao dịch ngày mai và từ đến phiên giao dịch cuối tuần xem là thị trường sẽ có cái, cái khả năng như thế nào về ngắn hạn <laughs> thông qua về phân tích kỹ thuật. Trên khung đồ thị của vn thì chúng ta thấy rằng là xu hướng giảm là một xu hướng chính. Khi mà anh chị nối tái các cái đáy với nhau thì uh, thì Viên đã mất cái xu hướng tăng này từ dòng uh, xu hướng tăng ngắn hạn từ uh, ngày 21 tháng 10. Đó khi mà mất kênh xu hướng tăng nếu mà tính ra về xuống trung hạn thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng đang <laughs> có những cái yếu tố mang tính chất là vi phạm hoặc là đang cần kiểm định những cái xuống trung hạn. Khi mà anh chị nối các cái vùng đáy với nhau thì chúng ta thấy rằng là từ 2022 và một cái đáy nữa là 2023 nối chung đáy với nhau lên, chúng ta thấy rằng là vùng 1200 này đang là một vùng tương đối là quan trọng của thị trường chung trên cả khung ngày ngắn hạn lẫn cả khung trung hạn. Nếu anh chị xét về khung ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là VNDC đang có một cái mốc hỗ trợ tương đối là mạnh ở đây, quanh 1200, 1195, 1200. Khi nó bao gồm cái đáy cũ, thứ hai là bao gồm à, các cái đường mà các cái đường <laughs> các cái chỉ báo như là trục động lượng, như là RSI hay là MSI đều đang ở vùng quá bán rồi. thông thường các cái vùng quá bán này thì nó sẽ hình thành một cái nhịp à, mang tính chất là hồi phục kỹ thuật nên là trong thời gian tới một số viên tới uh, trong khoảng 1 đến 3 viên tới thì kênh đánh giá rằng thị trường nó sẽ có cái xác suất hồi phục cao hơn và đương nhiên rồi hồi phục nó sẽ vẫn là cái thời gian để chúng ta cơ cấu danh mục hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống nên vẫn đánh giá rằng là chúng ta chưa lên tham gia mang tính chất là kể cả trung bình giá trong giai đoạn hiện tại cái việc mà trung bình giá trong một cái xu xuống xuống thì anh chị thấy rằng là đây cũng là một trong những tư duy mà sai lầm nhất của anh chị nhà đầu tư khi mà chúng ta đầu tư vì thường ấy là anh chị không chết ở trong khi mà chúng ta mua ở cái vùng đỉnh đâu nói chết thì nó nghe hơi là hơi uh, <laughs> hơi uh, nặng quá mà ý là anh chị không lỗ khi mà chúng ta mua vùng đỉnh. Đó và chúng ta thường là lỗ nhiều hơn, lỗ nặng hơn khi mà chúng ta mua các cái vùng phục hồi. Ví dụ như là mua các cái vùng này. Đó là chúng ta sẽ thường là lỗ nặng hơn. Thì thông thường các cái nhịp hồi phục lên của VinDex, chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp hướng tới đâu đó quanh 1230, 1240. cái nghĩa là tối đa thì có thể là lên được 1240. Nhưng mà hôm trước thì mình cũng đã kỳ vọng rồi nhưng mà chưa thành được. À, chưa thành công và nó hồi phục yếu hơn kiểu là cái uh, sự kỳ vọng của kiên trong uh, phiên giao dịch ngày hôm qua thì có thể phiên giao dịch ngày mai cái áp lực bán nó sẽ vẫn còn gia tăng thêm một chút nữa về loanh quanh đây thậm chí rằng là ngày mai nếu như tối ngày hôm nay không có những cái tin tức gì quá đặc biệt từ thị trường thế giới ví dụ như Dow Jones này là Bitcoin tăng trở lại hay là đấy kia nó có yếu tố nó giảm đi thì thị trường có thể là mở gáp giảm ngay từ trong phiên giao dịch ngày mai và có thể là xuất hiện trong phiên giao dịch ngày mai cũng sẽ là một cái phiên À, xuất hiện những cái tín hiệu mang tính chất là bán hoảng loạn một chút trong phiên có thể là sau khoảng 10 giờ và sau khoảng một à, giờ ba mươi khi mà cái tiểu tượng comazin một chút nó bắt đầu hướng tới thì à, thị trường nó sẽ có nhúng thêm một chút nữa có thể là loanh quanh khoảng một nghìn nó quanh quanh một trăm tám mươi một rung lắc quanh đây và bắt đầu hồi phục dần lên thì à, nếu như mà về quá sâu như thế thì chúng ta sẽ chỉ kỳ vọng lên khoảng một nghìn thôi loanh quanh đấy thôi chứ còn à, để lên được tận một nghìn thì thị trường nó cần phải hụp ngay trong phiên giao dịch ngày mai và nó không cần không được mở gấp giảm nữa thì đó là một số các cái kỳ vọng mà anh chị có thể là hướng tới trong các thời gian tự, trong các phiên giao dịch từ giờ đến cuối tuần bên cạnh đó thì kiên đánh giá rằng là cái uh, nhắc lại rằng là chúng ta không nên mua trung bình giá mang tính chất là mua trung bình giá đi xuống và chúng ta chỉ nên tham gia khi nào cổ phiếu đã tạo đáy xong và đi lên thôi nếu mà có muốn mua trung bình giá đi xuống như thế thì anh chị chỉ nên mang tính chất là mua t không thôi nha anh chị nhé có nghĩa là mua t không lướt t không hàng lướt hàng có sẵn canh các cái mã cổ phiếu nào RSI nó về quá bán này này thì chúng ta mua bởi vì nhìn vào lịch sử thì khi nào mà RSI khung một giờ của các mã cổ phiếu nó về quá bán thì cổ phiếu nó sẽ đều có những cái tín hiệu mang tính chất là hồi phục kỹ thuật ờ, hồi phục kỹ thuật ở đây có nghĩa là vẫn duy trì được cái xuống giảm nhưng tuy nhiên rằng là nó sẽ hồi phục từ 2 cho đến 3 phiên và bên cạnh đó thì cũng sẽ hồi phục từ từ khoảng 3 đến 4% có thể là lên 10% tùy từng mã cổ phiếu đó, ví dụ như là VCI thì uh, sau khi mà ride này nó về vùng quá bán ở đây. Đó, về vùng quá bán ở đây. <laughs> ngày bao nhiêu đấy ạ? Ngày uh, 11 tháng 9 à ngày 11 tháng 4 thì à uh, à đâu ngày 4 tháng 11 thì đúng không? Ngày 4 tháng 11 thì nó cũng hình thành một cái vùng đánh ngắn hạn. Khi mà hồi phục từ 33 lên cao nhất là cái mức giá 35.3. Bên cạnh đó hay là ngày 25 tháng 10 thì cũng hồi phục từ 24 lên đâu đó là khoảng 20 à, 35. 34 lên 35. Đó, thì đấy là một trong những uh, cái đặc điểm mà thị trường mà những cái nhịp hồi phục nó hay diễn ra cho chúng ta đó là với cái việc hành động của anh chị nhà tư còn lại thì khi nào mà chúng ta mua thì khi chỉ khi đơn giản thôi đó chính là khi mà chúng ta cổ phiếu của chúng ta tạo được đáy hoặc ít nhất là cổ phiếu đang ở trong một xuống tăng bản thân mình thì mình hay giao dịch với cả các mã cổ phiếu đang trong xuống tăng thì chúng ta thấy rằng là cái cơ hội sinh lời của chúng ta sẽ tốt hơn ví dụ như anh chị thấy rằng là VTP trong giai đoạn hiện tại này đó, anh chị nhìn thấy rằng là làm như thế nào để chúng ta biết được cổ phiếu nào đang ở trong một xuống tăng thì nó chỉ rất đơn giản. Nó rất đơn giản, chỉ đơn giản là chúng ta nhìn cái các cái đường MA lớn nó đều đang hướng lên, nó giao cắt nhau và đều đang hướng lên. Đó, đường hướng, đường hướng lên như này thì nó đang ở trong một xuống tăng. Ngoài ra thì các cái đáy sau đều cao hơn các đáy trước, nó như kiểu bậc thang đi lên ấy, thì nó sẽ ok hơn. Còn lại mà chúng ta lại đầu tư vào những cái mã cổ phiếu đang ở trong xuống giảm thì chúng ta anh chị thấy rằng là cái xác suất và cái cái xác suất điều chỉnh của chúng ta cái giảm giá của chúng ta sẽ còn cao hơn nữa ví dụ như HSG anh chị thấy rằng là có bắt đáy bao nhiêu đi nữa kể cả cái vùng đáy trong giai đoạn đáy 19 tháng 6 à đáy giá 19 tháng 6 này anh chị đấy rằng là chúng ta thấy rằng mấy lần về này, mấy lần về đều bị xuyên thủng qua thậm chí rằng cái đáy tháng tư này cũng được kỳ vọng rằng sẽ là một cái đáy tương đối là khỏe nhưng cũng bị xuyên qua nốt. Và nếu mà anh chị có cái xu hướng hay là có bắt các bác cổ phiếu này thì kiên đảm bảo với cả mọi người rằng là nên 90% là chúng ta sẽ lỗ thôi bởi vì anh chị thấy rằng là đặc điểm của các mã cổ phiếu hay là thị trường chung trong những cái giai đoạn mà thị trường giảm ấy thì sao thì nó sẽ có cái ngày giao dịch giảm nhiều hơn ngày ngày giao dịch tăng và chúng ta mua thì hầu như là chúng ta không có lãi anh chị cứ nghĩ rằng là chúng ta mua từ 19.6 lên 21.5 sau đó thì chúng ta sẽ lãi được khoảng 10-20% nhưng mà anh chị đâu biết rằng là cái tỷ lệ mà chúng ta thu lỗ nó còn cao hơn rất nhiều và không ai có thể giữ được một cái nhịp như thế này đâu đó đấy là bản thân kiên À, chia sẻ thực lòng với cả mọi người bởi vì là sau cái quá trình mà mình cũng tham gia vào cái việc bắt đáy rất là nhiều rồi và mình thấy rằng là không hiệu quả. Ok, chúng ta đã qua những cái phần uh, tư duy về đầu tư. À, đó đó, uh, anh chị hạn chế cho cái việc bắt đáy nhá. Chúng ta chỉ nên mua các mã cổ phiếu là trong nền thôi. Đó, trong nền thì chúng ta sẽ thấy rằng là bán nó dễ hơn rất là nhiều. Khi mà anh chị mua những cái con ví dụ kiên mua VEA này đó anh chị thấy rằng là mình uh, mua ở quanh 43 bốn 44 thì cổ phiếu này nó tăng lên một nhịp và sau đó thì mình ăn cổ tức và sau đó thì mình bán hòa cổ phiếu này cũng ok đó bán hòa nó rất là dễ nhưng mà các mã cổ phiếu như kiểu là HSK nó nhiều khi là chúng ta bán ở trong các giai đoạn hiện tại ngày mai nó hồi phục phát về lên thì chúng ta thấy rằng là cực kỳ cóng và khi mỗi lần bán thì chúng ta sẽ cụt một cụt một cái vốn đi đó thì uh, cái phần tư duy thì kiên nghĩ rằng là hôm sau Ken sẽ làm một cái buổi về uh, phân tích riêng về cái tư duy thông qua cái cuốn sách là tư duy như nhà đầu tư, nhà giao dịch vô địch chứng khoán thì mọi người sẽ nhìn chung hơn về cái cái chiến lược giao dịch thì nó sẽ tốt hơn. Ok, tiếp theo là phần thứ hai thì mình sẽ nói uh, chia sẻ của anh với anh chị nhà đầu tư rằng là đáy thì sẽ tạo như thế nào. Thông thường thì các cái vùng đáy thì chúng ta thấy rằng là à, chúng ta hay uh, đưa các cái công cụ để vẽ Fibonacci. Đó Fibonacci, đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh chị cũng hay sử dụng các cái công cụ như kiểu là Ichimoku chúng ta dự báo đáy và một trong những cái phần mà hay một cái công cụ mà chúng ta dự báo nhiều nhất bằng dự báo đáy nhiều nhất đó chính là bằng MACD. Thì thông thường ấy các cái vùng đáy của chúng ta thấy rằng đặc biệt các cái vùng đáy nhá. Bây giờ trước tiên là chúng ta nhìn vào quá khứ trước. Đó, chúng ta nhìn vào quá khứ trước chúng ta sẽ nhìn được vùng đáy. Nhìn vào quá khứ trước đây, đầu tiên là chúng ta có một cái đáy lớn trong giai đoạn tháng 8 này, đây là một đáy lớn này. Đáy lớn thứ hai là một cái giai đoạn tháng tư đó năm nay chúng ta có hai cái đáy lớn <laughs> thì anh chị có thể thấy rằng là thông thường những cái giai đoạn nào mà hình thành đáy được thì chúng ta bắt buộc phải có thêm một cái điều kiện nữa đó chính là MACD đi cùng và MACD có hai đáy thì càng tốt nhưng đã có một đáy thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhận định riêng à những cái nhận định thay đổi cái xu hướng về ngắn hạn là thị trường nó sẽ tạo đáy ở quanh đây đúng không ạ đây ví dụ như giai đoạn tháng 5 thì MACD cũng giao cắt lên Tiếp theo giai đoạn tháng à, 8 thì MACD cũng có sự giao cắt, nó cũng có sự giao cắt đi lên và chúng ta thấy rằng là cũng tăng từ 1.200 lên 1300 Nhịp này cũng tăng từ 1170 mấy lên 1 1003. Đúng không ạ? Chúng ta có một cái á, năm giao dịch đi ngang rất là khó chịu. Hay ví dụ như là trong giai đoạn tháng à, 2023, đó, cuối 2023 và trong giai đoạn tháng 10, tháng 10 2023 đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là cũng có một này, hai đấy này. Đó, đây không phải đáy phân kỳ nhưng ít nhất là cũng có một cái cũng có một cái đáy MACD đó thì anh chị thấy rằng là cái đặc điểm khi mà thị trường chung tạo đáy thì nó luôn luôn đi cùng với cả chỉ báo MACD nó giao cắt đi lên còn bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường thậm chí trong giai đoạn hiện tại nó vẫn còn đang nở xuống không cho nên là cái việc dự báo đáy trong ngắn hạn à, việc dự báo đáy thì uh, cái đánh giá rằng là không nên cũng không cần thiết đó mình thấy rằng là cái vùng 1.200 này nó đang là một vùng hỗ trợ tốt thôi và hỗ trợ mạnh thôi thì nó sẽ có khả năng hồi phục chứ mình không nói rằng là 1200 nó sẽ là đáy ở đấy. Bởi vì cái việc tạo đáy là của thị trường chung ấy thì bao giờ nó tạo đáy thì chúng ta chơi, còn bao giờ mà chưa tạo đáy thì nó cứ để cho chúng ta giảm. Quan trọng nhất trong việc đầu tư ở đây thì chúng ta thấy rằng là anh chị nên duy trì một cái tỷ trọng vừa phải ở trong danh mục thì chúng ta sẽ cover hoặc là thoải trải qua cái giai đoạn này nó dễ dàng hơn. Đó chứ còn nếu như mà anh chị lại còn để một cái tài khoản đang sử dụng quá nhiều margin, Thì nghĩ rằng anh chị nên có những cái hành động À, chờ những cái nhịp hồi phục lên thì chúng ta sẽ canh cơ cấu để sẽ là tốt nhất ngoài ra nữa thì bây giờ ADX đang ở 21 hy vọng rằng là trong một vài phiên tới ADX nó có sự kìm hãn chứ nếu như mà nó lại còn vượt lên 25 thì chúng ta thấy rằng là một cái nhịp giảm còn kinh khủng khiếp hơn nữa đấy nha anh chị nhé đó khi mà adic vượt 25 này ngày 27 tháng 9 khi mà thị trường chung có ADX nó vượt 25 thì cũng nhì hồi một chút sau đó giảm 1115 à 1150 xuống thấp nhất là 1029 bay thêm khoảng 100 điểm nữa rất là nhanh hy vọng là trong một vài phiên nữa thì thị trường nó sẽ giữ được à, chứ uh, nếu mà giảm thêm thì cũng hơi kinh ok đó là về uh, thị trường tạo đáy như thế nào và đi cùng với cả chỉ báo MACD đó thì ở đây uh, đưa ra cái hành động của anh chị nhà tư là chúng ta bắt buộc phải hạ tỷ trọng xuống nhất là anh chị nhà tư nào mà đang full margin thì cái việc côn margin trong thời gian tới thì cái uh, nghĩ rằng là vẫn sẽ có xảy ra đấy tiếp theo thì uh, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng là cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường chung nó cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường chung thì trong uh, khi mà mình quan sát trong một vài phiên giao dịch gần đây thì mình thấy rằng là một số các mã cổ phiếu đang có những cái tín hiệu khỏe hơn cả ui ô cái thằng TPC này sao nó lại đóng được uh, 11 nhỉ ô oh, khiếp ok <laughs> sau đây mọi người mình giật mình quá thằng này uh, mình cũng theo dõi khá là nhiều trước mình bán 10.8 mình bán 10.8 nay nó đóng một phát lên trần luôn <laughs> ok trong phần cuối này cũng nhanh thôi phần cuối này thì uh, Ken đánh giá rằng là một số các mã cổ phiếu khỏe hơn thị trường chung đầu tiên là anh chị có thể để ý với cả một mã cổ phiếu đó chính là TTA cổ phiếu này thì anh chị nhìn thấy rằng là hầu như trong cái nhà đà tăng thì nó cũng không tăng quá nhiều những điều chỉnh giảm của nhịp này thì hầu như là nó tránh khỏi bởi vì là ông này thì uh, cách qua cái vùng đáy của nó khá là gần thôi quanh quanh của 9.7 không phải là quá xa bên cạnh đó thì nó cũng đang ở cái vùng nền tích lũy ở cái nền hai nếu mà anh chị nhìn sang MA này thì ông này mới chỉ đang ở nền 2 sau khi mà một quá trình tích lũy rất là dài ở nền 1 thì bây giờ ông này mới đang nền 2 thôi. Thì thông thường một cái đấy mà một cái chu kỳ của một cổ phiếu nó sẽ có từ khoảng 3 cho đến 5 nền cơ. Bây giờ đang nền 2 thì nó sẽ cứ thấy rằng đoạn này nó đang khỏe hơn thị trường khá là nhiều, không bị giảm quá mạnh và thanh khoản bán nó không có mấy thì anh chị có thể là lưu ý với mã cổ phiếu này trong thời gian tới. TTA cũng là một con mà nó có một cái sự tăng trưởng rất là tốt về lợi nhuận trong năm nay. Đó, nên anh chị nào mà quan sát thì cơ bản thì chúng ta có thể là lưu ý hơn tiếp theo là DRI này cổ phiếu này đang đi nền và trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng có cái nhịp tăng khá tốt nghĩa là trong thời gian tới nếu như là DRI nó vẫn tiếp tục là có xu hướng vượt lên 12.5 thì mình sẽ tham gia với cổ phiếu này đây lựa chọn là một trong những mã cổ phiếu mà mình thấy khỏe hơn thị trường rất là nhiều tiếp theo thì là một mã cổ phiếu nữa đấy là với BVH hôm nay ông này chia nó hôm nay hôm nay chia xong mà vẫn tiếp tục tăng thì với Bvh thì nó đã vượt qua cái trên giảm giá rồi ở bên cạnh đó thì cổ phiếu này đang đi một cái nền uh, nằm ngang và đây là một cái nền tích lũy rất là tốt trong thời gian tới mà cổ phiếu này tiếp tục duy trì một cái thanh khoản nó suy giảm thì kiên nghĩ rằng là mình sẽ uh, có cái uh, khuyến nghị tham gia với cổ phiếu này đó Bvh này đó, đây là một cái nền đi ngang của nó thì rất là tốt thanh khoản càng ngày càng cạn kiệt đi đó ok như vậy đã đi hết cái bản tin giao dịch ngày hôm nay của mình hy vọng rằng là bản tin sẽ mang lại một số các thông tin hữu ích cho anh chị nhà tư chúc mọi người sẽ có một ngày một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp hà nội bây giờ đang thay đổi mùa và cũng là khá là lạnh xin chào và hẹn gặp lại mọi người chúc mọi người hẹn gặp lại mọi người trong sáng ngày mai Kênh sẽ livestream vào lúc 8 giờ 15 hàng sáng